27 Bồ Tát Quán Tự Tại Phó Thác Thứ Bảy Hồi Hướng Tùy Thuận Tất Cả Chúng Sinh Bấy giờ thiện tài đồng tử một lòng suy ngẫm lời dạy của vị cư sĩ đó nhập vào tạng Bồ Tát giải thoát đó, đắc được sức Bồ Tát có thể tùy niệm đó, nhớ chư Phật đó xuất hiện thứ tự, niệm chư Phật đó liên tục thứ tự, thọ trì thứ tự danh hiệu chư Phật đó, quán diệu Pháp của chư Phật đó nói, biết chư Phật đó đầy đủ tra nghiêm, thấy chư Phật đó thành tránh đẳng giác, thấu rõ nghiệp của chư Phật đó không thể nghĩ bàn từ từ đi du hành, đi đến núi đó, bèn đi khắp nơi tìm cầu vị đại Bồ Tát quán tự tại. Thiện tài thấy trong hang núi cao phía tây, suối chảy lóng lánh, rừng cây rậm rạp, cỏ thơm mềm mại, vòng bên phải chung quanh nơi mặt đất. Bồ Tát quán tự tại ngồi kiết già trên đá báu kim cang, có vô lượng Bồ Tát đều ngồi trên đá báu, cung kính vây quanh. Bồ Tát quán tự tại vì họ nói pháp đại từ bi khiến cho họ nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Thiện tài thấy rồi hoan hỉ vui mừng, chắp tay nhìn kỹ, mắt chẳng tạm nháy, bèn nghĩ như vậy bậc thiện tri thức là như lai, bậc thiện tri thức là mây tất cả pháp, bậc thiện tri thức là các tạng công đức, bậc thiện tri thức khó gặp được bậc thiện tri thức là nhân đắc được mười lực báu bậc thiện tri thức là đuốc trí huệ vô tận bậc thiện tri thức là dễ mầm phước đức bậc thiện tri thức là pháp môn nhất thiết trí bậc thiện tri thức là đạo sư biển trí huệ bậc thiện tri thức là đồ trợ đạo đến nhất thiết trí nghĩ như vậy rồi bèn đi đến chỗ đại bồ tát bấy giờ bồ tát quán tự tại nhìn thấy thiện tài bảo rằng lành thay thiện nam tử ngươi đã phát tâm đại thừa khắp nhiếp thọ chúng sinh khởi tâm tránh trực chuyên cầu phật pháp đại bi sâu nặng cứu hộ tất cả diệu hạnh phổ hiền hiện tiền liên tục tâm đại nguyện thâm sâu viên mãn thanh tịnh siêng cầu phật pháp đều lãnh thọ được tích tụ căn lành luôn không nhảm đủ thuận thiện tri thức không trái lời dạy từ văn thù sư lợi sinh ra biển công đức trí huệ tâm ý thành thục đắc được thế lực của phật đã đắc được tam muội quang minh rộng lớn chuyên tâm cầu diệu pháp thâm sâu thường thấy chư phật sinh đại hoan hỷ trí huệ thanh tịnh như hư không tự mình thấu rõ lại vì chúng sinh khác nói an trụ như lai trí huệ quang minh bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ Bồ tát quán tự tại đi nhiễu quanh vô lượng vòng đứng chắp tay mà bạch rằng đức thánh con trước đã phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề mà chưa biết bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh làm thế nào tu bồ tát đạo con nghe đức thánh khéo chỉ dạy xin hãy vì con mà nói